đã thành thơm luôn đấy. Vâng, sau cái này tôi tin chắc rằng Lạc Tuân sẽ trở lại thành màu da thâm chứ màu da đen nữa. Vâng, sẽ ở ngoài vầng trời nắng nóng tầm khoảng 39-60 độ. Ở ngoài đồng tầm khoảng là vầng 3 tiếng thì làm sao mà đỡ được. Không sao, vẫn thoải mái. Vô đầu về trước, các thứ không sao cả. Mà đánh máy của anh Chanter. Vâng, như vậy anh Chanter một bãi quả. Một bãi quả đôi. Vâng, một bãi quả 13 cây. Vâng, Accenter. Accenter bình thường là xe máy 5 số, nhưng vào giải Accenter là cỗ xe tăng. Quay lưu mọi, vâng, lưu mọi đối thủ luôn. Có được không ạ? À? Vâng, trên dốc này không có hai vòi chặt đầu của Diddy còn gì. Ôi, 4 vòi bãi cả đài. Vâng. Vâng, như vậy là khả năng cao sẽ là 4 vòi, không phải 2 vòi đâu. Đi tìm team anh em ơi. Tìm đồ đi. Và như vậy là 10/12, có một vòi rồi. Có một vòi. Ok. Ông nào mà không thích tôi bốc phép thì xin phép ra khỏi bếp, ra xem màn hình máy của Gunny và thu xuất được chưa. Và như vậy là 12/16. Câu vòi về luôn nào. Câu vòi về luôn. Và như vậy chúng ta có thêm cho mình là một cái gì ở đây. Gần bãi vàng mình nghĩ sẽ có đồ. Thường thường gần bãi vàng nó sẽ có một bãi quả. Và chỗ hai bãi vàng thì bãi vàng nào có quả ở đây. Và cắm ship motor nào. Vâng, ngày hôm qua thì Baba Sklet đã liên tục phải trong thế và rượt đuổi. Vâng, liên tục trong thế và rượt đuổi. Vâng, màn hình máy của game thủ KZ. Vâng, như vậy KZ cũng đang có rất nhiều vòi. Vâng, cộng thêm cho mình là một bầy yêu lô về nhà rồi. Và tôi này tôi mà chúng ta sẽ phải đi vòi về nào. Ok nha. Quả phụ có luôn. Bài mắc bình. Hai quả phụ luôn. Và những mắc bình. Cứ bình tĩnh. Và bình tĩnh. Các bạn là cái quy chế làm hòm. Chính ra là đang cái quy trình đang làm hòm cho Tuân là đang hơi gấp gáp một tí. Đầu tiên đăng ký cái hòm mà đầu tiên đăng ký cái hòm là có 1m6 thôi. 1m6 rộng 1m5. Nhưng mà vâng, Tuân hơi to một tí. Vâng, Tuân hơi to một tí. Nên là đang phải đóng cái hòm tổng 2m với cả 2m5. Vâng, để cho Tuân ra ngoài đồng cho nó bớt lạnh, bớt nóng nha anh em ạ. Bán hết mấy thằng này cho tôi cái. Bán hết mấy thằng này cho tôi cái. Vâng, như vậy là 25/28. Và trở lại màn hình máy của game thủ Accenter nào. Vâng, Accenter 26/28. Vâng, như vậy là 8-35. Của máy Accenter kích hơi muộn một tí nhưng không sao. Quả phụ có được rồi. Vâng, bên bạn bài đấu cũng xấu rồi. Và thông tin mới, Long Lê dò tận 27%. Long Lê dò tận 27% ở trong trận này. Và chúng ta cùng xem ngôi sao sáng Xcenter và ngôi sao sáng KZ đi chém trận này như nào nha. 25 dân liệu rằng kích cuối 9 hay đầu 10 không. Vâng, nói chung. Vâng, như vậy là chết 2 dân đến từ Long Lê thì phải. Vâng, 28% của Long Lê. Long Lê dò hơi ít một tí. Vâng, đáng ra Long Lê phải dò đến tầm khoảng là 50% bản đồ. Nhưng 28% vẫn ít. Vẫn ít. Vâng, như vậy là 10-11 thôi. Vâng, như vậy là có 10-11 thôi. Hơi ít tí. Em đợi hơi lỗi. Đáng ra bài này phải kích tầm khoảng 9 rưỡi. Vâng, như vậy kích công giáp đầy đủ cho dò.
Như vậy đầu cánh Gandhi à? Cho son của game thủ Gandhi. Nói thật là Ken Z ở trong ngoài giải, Ken Z đánh 2 điểm, vào trong giải cái đánh 9 điểm rưỡi được chưa ạ? Động lực, rất nhiều động lực dành cho Ken Z được chưa? Vâng, năm sau là Ken Z lấy vợ, nên là rất nhiều động lực dành cho Ken Z. Từ từ. Đúng rồi, trong một dân này luôn. Vâng, đi tìm dân thực của đội bạn. Đi tìm thực đội bạn. Đu lại, đúng rồi. Tìm ở ngoài đi, chuẩn rồi. BL2 luôn. Đây rồi, bãi vàng chưa bo, bãi vàng. Bảo Gunny bo vàng vào cái. Vâng, bãi vàng này thì bo kiểu gì đây? Bãi vàng này thì bo kiểu gì đây? Chúng ta cùng xem nào. Vâng, nhìn chỗ này mất bãi vàng rồi mà lên đời xong cũng mới mất. Cũng sẽ mất bãi vàng. Vâng, sớm may muộn thôi, làm sao thủ được bãi vàng này? Mà không có vàng thì lấy gì ra mà đánh? Vâng, lấy gì ra mà đánh? Vâng, Gunly có bo được vàng không? Một câu hỏi rất là mờ, vâng, kiểu như mới đánh chế đi bình biên tuần hải. Vâng, lấy đâu ra? Go lấy đâu ra? Vâng, để mà bo vàng đây. Vàng đâu để sắp phù đây? Hai lạc đà. Ôi giời ơi, một màu tím tím, một màu lim tím. Hello tất cả những người anh em Nam Định nhá. Xin chào tất cả những người anh em Nam Định trên khung chat. Anh em cổ vũ cho hai những game thủ Nam Định thuộc Clan Sao Ares Academy nào anh em ơi. 12k anh em rồi, không 100k anh em rồi. Và phi luôn, tạt luôn. Tạt luôn sang Đi Long Lê. Vâng, 7 con lạc đà phút thứ 14. Đó là tôi cái. Vâng, tạt luôn sang bên kia. Màn hình máy của anh Chanter. Vâng, như vậy là game thủ cho Jordan đã tạt sang đây. Anh Chanter yếu ấy nhá. Vâng, như vậy anh Chanter Gandhi khá thông minh. Gandhi khá thông minh khi mà sau khi không biết chém được game thủ KZ, anh đã chuyển ra bằng cái tạt sang cánh của game thủ Chanter. Vâng, còn bây giờ KZ đang muốn tạt sang đây, nhưng dường như nhà Long Lê là khung. Ô kìa, ruộng đội bạn trong 3 giờ kìa. Vâng, ruộng đội bạn trong 3 giờ kìa. Tham ai 26 trên 56. Tiếp tục là dân vàng phít sạch dân luôn nhá. Phít sạch dân luôn. Cắt bớt dân vàng ra. 1-2 đánh to khỏe ra. 1-2 đây, to khỏe ra. Vâng, game tối Chanter tham ai là 23. Vâng, đang không có tham nhưng vâng, đây đang 4 A bắt đều. Đúng một con chém với một con giò từ đấy. Chúng ta chỉ cần 2-1 thôi. 2-1, Ken Z vẫn đang khỏe nguyên, thoải mái đi. Thế trận 2-1 cung phô thì là cung cung phô là cung rất rách rồi. 2-1 đây. Ken Z tầm 29 có ruộng ở nhà. Vâng, có ruộng ở nhà nha. Vâng, bên bạn nhà. Ô, nhưng mà nhà như kia thì kiên thủ Long Lê đi quân. Vâng, đi quân cũng sẽ đi vòng qua một cánh rừng à. Vâng, đi vòng. Vâng, như vậy là nhà 4 đang là rất cung nhà. Vâng, cẩn thận. Vâng, như vậy là tôi đi cung đi. Chơi luôn, đi hết cung luôn. Vậy em vào. Vậy em đúng rồi, vậy em. Vâng, vậy là rất hay. Tham lại cái Z 40. Vâng, tham lại cái Z 40. Vâng, anh Chanter. Vâng, thoải mái đi, một con chém thôi. Ôp luôn, mình không đánh đâu. Ôp luôn. Ố cái gì? Ối. Lại thì ối này. Vượt nét bên nhau ơi. Vâng, họ dồn tuần cuối, vãi họ dồn tuần cuối. Ơ, đúng rồi, đúng tuần cuối thật. Vâng, tuần này khá cao đứt luôn. Tất là tất đứt luôn, thì cuối cái gì nữa? Vậy à, đi đâu? Chạy cái đầu. Vâng, chạy cái đầu ý. Vâng, tham lại 40 thì ta này cũng đứt. Tham bao nhiêu, tham 1 lít ta này cũng đứt. Tuổi dậy, dăm 3 cái ông tuần tiền hải. Bẻ gân cổ lúc nào thì bẻ thôi, chứ tuổi dậy. Vâng, tuần ra thâm, tuần ra trâu, ôi giời. Vâng, như vậy một lúc là 2-3 cơ của Long Lê. Vâng, tham máy chân tôi thật có gấp đôi cái máy của Long Lê rồi. Mà ông Quân Thiên Hải vẫn kêu là Gunny chém được nhiều. Gunny chém được 3 dân, số nhiều anh em ạ. Vâng, hơn 2 dân là số nhiều rồi. Vâng, bắt gọi Ken Z về, gọi thằng bạn thân về. Vâng. Ôi giời, Thoành ruộng kín quá nhờ. Ui giời ơi, Thoành ruộng chẳng có 3 giờ kìa. Đấy, bắn cung đi. Mất hết ruộng đến từ Long Lê rồi. Và anh em có biết đâu, Ken Z với Chanter trước khi hồi Chanter có vợ đã từng hôn nhau rất nhiều lần. Vâng, đây là hai người bạn siêu thân với nhau luôn. Vâng, đã từng hôn nhau rất nhiều lần rồi anh em ạ. Đến từ Chanter và game thủ
Ken Jet lên là hai anh đã rất hiểu nhau. Vâng, Ken Jet 34. Ơ kìa, vào trong bắt quân nữa. Không, đi bên ngoài à. Vào bắt quân đi, sao không vào bắt quân nhỉ? Ai chim lợn đi? Ai đang ngồi được sau chim lợn nhỉ? Vâng, ai người ngồi sau chim lợn không? Tôi cần có một chim lợn. À he he he, một chim lợn rồi, hay quá. Tôi đang nhìn cái quả đầu của he he đang ngồi chim lợn. Hay quá anh em ơi, he ngồi chim lợn rồi. He đang chim lợn, he đang chim lợn. Và không cược thua, không cược thua trận này. Tham ăn 6 quýt chưa? Quýt đi. Ui giời, cái gì cơ? Alo, alo Vân Việt Hải, mình là Ucredit đây. Mình rẻ.